Anh Đinh Tăng, hôm nay ngày 14 tháng 3 năm 2018, cách đây tròn 30 năm, 64 chiến sĩ hải quân của chúng ta đã anh dũng hy sinh trước cái họng súng của quân bành trướng Trung Quốc xâm lược. Nhân cái sự kiện này thì năm nào những cái người tự xưng là hoạt động dân chủ cũng ra bờ hồ, ra tượng đài nhà vua Lý Thái Tổ để dâng hương, dâng hoa, rồi có cái băng rôn gọi là tưởng niệm 64 anh hùng liệt sĩ. Nhưng có một điều đáng lưu ý ở đây là trong những băng rôn đó chúng ta thấy là ông Trương Văn Dũng, dân gian hay gọi là Dũng xe ôm, hay là bà Nguyễn Thúy Hạnh có trưng cái khẩu hiệu là đời đời ghi ơn 64 anh hùng tử sĩ gạc ma. Vậy là một người từng tham gia cái hoạt động dân chủ trước đây ở Hà Nội, thì ông có cái suy nghĩ gì về cái câu từ mà cái cánh ông Trương Văn Dũng dùng được tử sĩ ở đây ạ? Thưa ông Đức. Dạ vâng, cảm ơn anh biên tập viên, như là còn chào quý khán thính giả của người dân. Lâu lắm tôi cũng được rất là may mắn để tiếp tục để câu chuyện cùng mọi người. Thì thực hư là cái băng rôn này của ai thì tôi không được rõ, nhưng mà tôi cũng có xem một vài hình ảnh của cái buổi gọi là tưởng niệm này ở tượng đài Thái Tổ ấy. Thì tôi cũng chỉ nói này cho nó ngắn gọn này, thì tất cả các báo đài mà từ xưa nay ta đều có những cái 64 chiến sĩ hải quân của đội nhân dân làm hy sinh là liệt sĩ cả, mà có cái từ tử sĩ này thì tôi cũng hơi lạ, không biết là ai có ý đồ gì không, hay là họ vô tình. Thì tôi cái ngày hôm nay tôi cũng không muốn gay gắt, nhưng mà họ cũng nên phải có ý thức hơn một chút. Tại vì cái tử sĩ là cái dành cái từ mà trong lực lượng vũ trang, đấy tôi hiểu đâu mà trong lực lượng vũ trang mà chết, nhưng mà lại không phải trong khi làm nhiệm vụ, ví dụ như là chết bệnh rồi chết ốm đau rồi có thể là tai nạn hoặc là đại khái mà nó không liên quan đến nhiệm vụ. Còn đã gọi là liệt sĩ thì đương nhiên là đang làm nhiệm vụ mà hy sinh thì người ta gọi là liệt sĩ, là đúng thôi, mà thường thường cái từ liệt sĩ nó sẽ có ý nghĩa cao cả hơn. Còn tử sĩ thì nó cũng không phải là không đáng trân trọng, nhưng mà nó không toát lên cái ý nghĩa là anh dũng chiến đấu với quân thù, hoặc là kể với công an chẳng hạn. Nếu mà giả dụ như một anh công an mà nhảy lên nắp capo mà của cái taxi đang lao đấy, mà chẳng may là gây tai nạn thì cũng có thể coi là liệt sĩ được, tại vì anh đang làm nhiệm vụ đấy. Cho nên cái từ tử sĩ này là có thể là tôi không biết là họ vô tình hay là cố ý, nhưng mà nếu mà cố ý thì rất nguy hiểm. Tại vì tôi thì đã đảo ngược lại những cái chuyện mà của tưởng niệm mà những cái người tử sĩ của mà lính của chế độ Ngụy Việt Nam Cộng Hòa ấy, thì họ dùng cái từ cũng dùng tử sĩ. Là bây giờ là họ hạ thấp cái vai trò của quân đội nhân dân Việt Nam này, mà tức là trong cụ thể là 64 anh hùng liệt sĩ này, thì là nếu mà họ có ý đồ là nó rất là nguy hiểm đấy. Mọi người là cả hai bên là đều phải suy nghĩ là nó rất nguy hiểm. Tại vì tôi chỉ lấy hai sự kiện này, tức là cái sự kiện gạc ma này ấy, thì nó đã rầm rộ từ những năm 2008 rồi, chứ không phải là từ 2011 đâu. Từ thời đấy là đã có những cái trên mạng xã hội, nó chưa có Facebook rầm rộ, nhưng mà người ta đã trên các diễn đàn người ta đã nêu bật lên cái tinh thần anh dũng của 64 chiến sĩ hải quân Việt Nam, quân đội nhân dân Việt Nam rồi, chứ không phải đến đợi đến các vị mà hay đi biểu tình ở bờ hồ và Lý Thái Tổ đâu đấy. Nhưng mà người ta rất trân trọng, nhưng mà họ không đề cập gì đến đả động gì đến chế độ cả đấy. Tôi phải nói sự thực, tại vì tôi cũng đi biểu tình từ năm 2017 mà tôi biết người ta cũng nêu bật lên, người ta cũng có thể là bị chính quyền lúc đấy là vì khó khăn đưa thông tin, hoặc là do cái thế chính trị của thế quân sự nó chưa cho phép, hoặc là vì vấn đề là bảo mật quân sự người ta chưa muốn thể hiện. Chứ mấy năm gần đây xem là người ta thể hiện ngay là lúc đấy là tự tin rồi, chính quyền tự tin rồi, thật ra là họ mới không phải dò gì thông tin nữa, mà họ đã thể hiện ra là những cái bước đi là quyết sách quan hệ quốc tế cũng như là mua sắm vũ khí, tức là họ thể hiện thái độ tự tin là họ dám công khai rồi. Cho nên là gần đây là nhiều năm gần đây là bắt đầu là truyền thông chính thống cũng đã được đăng, như vậy là rõ ràng là chính quyền này không phải như xuyên tạc như các vị nói là bán nước hoặc là hèn với giặc, chẳng qua là cái thế đó kém ra người ta chưa muốn thể hiện đấy. Tức là cái sự khác biệt này của 64, cái sự kiện gạc ma này là chính quyền người ta chưa muốn nói, nhưng dần dần là người ta đã để cho dân cũng như phương tiện chấn là đề cập đến.
như vậy là xóa đi cái tin đồn hoặc là ác cảm hoặc là sự hoang mang cũng như là ý đồ chủ đích của những thế lực mà bảo là chính quyền này là bán nước hay là không coi trọng những người anh hùng là không có. Ngược lại họ lại tâng cái sự kiện, tức là bên phía gọi là dân chủ mà cực đoan ấy, thì họ lại tâng cái sự kiện Hoàng Sa lên là thành một cao điểm đấy, như kiểu là những người lính ngụy Việt Nam Cộng Hòa là anh hùng đấy, họ đề cao lên. Nhưng mà nếu mà chúng ta mà đọc sâu đọc kỹ xem các sự kiện thì chính sự kiện đấy là một sự ô nhục cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa đấy, tháo chạy và chính quyền của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu là không dám là cho tái chiếm. Như vậy là vừa sợ Mỹ mà lại vừa hèn với giặc đấy, hèn với giặc, giặc đây là giặc tàu luôn, hèn với giặc tàu luôn. Còn cái sự kiện Gạc Ma này có phải là những người lính họ rất dũng cảm không đấy, họ rất dũng cảm, họ biết là chết rồi nhưng mà họ có cái sự kiện đấy thì mới giữ được thêm được cái hai những cái cụm đảo là Lenda và Kolin Lendao đấy. Thì nếu mà không, nếu mà cái sự kiện này mà những người lính hải quân quân đội nhân dân mà bỏ chạy mà tháo chạy nhá thì chúng ta mất cả cụm đấy luôn. Mà lúc vậy là Trung Quốc nó sẽ có thế mạnh hơn, họ có thể xây, bây giờ là họ có phương tiện tốt để họ là xây lên thành đảo nổi, cũng như là họ sẽ có cớ để họ bảo đây là một thành, một là cái đảo tự nhiên rồi. Lúc đấy là họ sẽ vẽ cái đường chín lưỡi bò là họ vẽ và có thể họ kiểm soát được rất nhiều cái vị trí của Biển Đông mình đấy. Cho nên là cái sự kiện 64 chiến sĩ hải quân hy sinh nó rất là thương tâm, là bị xả súng rất thương tâm, nhưng mà đồng thời là họ cũng nêu lên một cái lòng quả cảm của quân đội nhân dân Việt Nam nói chung đấy. Tức là rất nhiều thời kỳ, rất nhiều cuộc chiến và đã đi qua, nhưng mà nó là một cái thể hiện nó sinh động mà chính là do cái video mà cái vòng gọi là vòng tròn tử sĩ, là chính là Trung Quốc nó tuồn lên mạng đấy. Chứ nếu mà phải hải quân của Việt Nam Cộng Hòa thì chắc là bỏ chạy rồi. Cho nên người lính quân đội nhân dân Việt Nam rất đơn sơ, khó khăn, nhưng mà họ biết là chết nhưng họ vẫn phải làm cái vòng tròn quyết tử ấy để họ khẳng định chủ quyền và bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Đó là một cái, là cái hành động là cái thế hệ sau là phải học tập đấy. Đấy thì tôi chỉ muốn nói là cái vấn đề là như vậy. Thì cái vấn đề tử sĩ vậy là hiện nay là cái thành phần, tôi quay lại là cái vấn đề là tôi không biết họ cố ý, khả năng là họ cố ý nhiều hơn, tại vì nhìn điểm qua những gương mặt ở trong những cái buổi tuần hành, mà nhất cái buổi hôm nay ấy, là nhiều thành phần là nó nói thẳng ra là họ muốn chế độ này nó sụp đổ thôi đấy. Thế là nó cũng không phải là cái thành tâm, tại vì nếu mà sự sự mà đi tưởng niệm thành tâm thì nhất là ở những chỗ nghĩa trang trang trọng ấy, là còn phải hát quốc ca nữa cơ. Chứ đừng có nói nếu mà thực sự mà nghiêm túc là phải hát quốc ca, hay là thể hiện một cái lòng thành mà không cười hả hê ngả ngớn, hay là bắt chân bắt tay, tức là những cái hành động nó là như kiểu là tạo một sự kiện để họ gặp gỡ, để họ thể hiện là họ đánh bóng tên tuổi, những kiểu ghi điểm, hoặc là có thể là họ muốn lâu rồi họ không hoạt động thì họ lại muốn thể hiện là vẫn có một cái gì ảnh hưởng. Chứ là nhìn chung thì tôi cảm nhận là họ không thành tâm. Không thành tâm là không phải bây giờ đâu, mà ngay cả những lúc cao trào biểu tình 2011 ấy, thì trong cái đoàn biểu tình đấy thì tôi đã có cảm nhận người nào thật, người nào bức xúc thật thì cái sự là bá quyền cũng như là cái sở hiện cái thái độ bá quyền của Trung Quốc là có thật. Nhưng mà thường những người đấy thì họ có cái sự là vừa phải, biết điểm dừng, hoặc là một số người ta không xuất hiện nữa, tức là người ta thể hiện tinh thần yêu nước và chống Trung Quốc thôi. Là nhưng mà xong rồi chính quyền vỗ về, hoặc là có những hình thức công khai, dần dần họ cứ công khai lên thông tin, các thông tin đại chúng, thì người ta hiểu ra thì người ta cũng không quá lên, không đi nữa. Còn những người thành phần mà dân chủ mà có tí dân chủ như tôi thì người ta lại có điểm dừng, tại vì người ta biết chính quyền này là cũng là người ta, tại vì chính quyền này là cũng nói gì thì nói là cũng là có cái chính nghĩa và đã nhiều lần bảo vệ Tổ quốc, tức là trong các cuộc kháng chiến. Như vậy là coi như là cái vấn đề là mặc nhiên là hiển nhiên là chính, không phải nói rồi. Nhưng mà họ cứ xoáy vào cái chuyện Gạc Ma này để như kiểu là như kiểu là chính quyền là bán nước hại dân đấy, tức là họ cứ xoáy vào, nhưng mà thực tế là nó không có tác dụng. Tại sao nó không tác dụng? Thì dần dần là ít người theo, cứ để ý xem lác đác là vẫn là những khuôn mặt nhàu nát, đã nhàu nát mà lại không chất lượng. Tại vì những người có chất lượng, những người mà có hiểu biết, hoặc là những người có can đảm, hoặc là những người có bản lĩnh ấy, người ta không tham gia. Cứ để ý mà xem, tất cả những thành phần này qua một vài năm nó rơi rụng dần, là nó không còn nhiều, không có ai người bản lĩnh cả đâu. Nhìn thế thôi, nhìn nó hoành tráng căng khẩu hiệu cũng như là
là đi biểu tình, tức là cái số lần tần suất ảnh trong những lần biểu tình nhiều, nhưng mà những người đó không can đảm đâu. Bản đảm, tôi bảo đảm là nếu mà có sự biến động chính trị thì bọn này trốn đầu tiên, hoặc là bọn này trốn đầu tiên, hai chúng nó sẽ vỗ tay để cho đất nước nó điêu linh. Đấy, tôi khẳng định luôn, tất cả, hầu hết, tất cả thì hơi quá nhưng mà tôi nói phải hầu hết. Thưa ông Đinh Tăng, ông suy nghĩ như nào về cái từ tử sĩ mà cái đám tự xưng dân chủ ở Bộ Hồ răng khẩu hiệu trong ngày tưởng niệm liệt sĩ Gạc Ma? Vâng, xin chào khán thính giả của chương trình Việt Thế Dựng. Riêng về cái từ tử sĩ thì lẽ anh chị đã nói, chúng tôi nói là rõ ràng rồi đó. Nhưng với cương vị là một người lính, chúng tôi đã trải qua những trận chiến khắc nghiệt của những năm tháng chiến tranh. Chúng ta ngược lại 30 năm về trước, cũng vào ngày này, vào ngày 14 tháng 3 năm 1988, tôi xin nói lại về sự kiện của đảng Bulin Gạc Ma và Nhan Đao. Đấy. Ở đây chúng ta phải nói rằng những ngày đó là giữa Việt Nam và Trung Quốc chúng ta vẫn còn những đình đoạn trên biên giới. Đấy. Giữa cái cân bằng lực lượng như thế, mà trong khi đó chính phủ của Việt Nam ấy lúc bây giờ và quân đội nhân dân Việt Nam cử một cái đoàn công binh của hải quân, ra mang chở đá ra, dùng tàu chở đá ra để xây dựng cái đảo chìm Bulin Gạc Ma ở ngoài Hoàng Sa. Thế thì tôi phải nói vào đây đấy, thì chúng ta là lực lượng công binh chứ không phải lực lượng lúc bây giờ là tàu chiến để ra đánh nhau với Trung Quốc. Và do vậy chúng ta đưa lực lượng công binh ra để chúng ta xây dựng những cái nhà giàn hoặc những cái điểm mục chiến đấu ở tại cái quần đảo Hoàng Sa là Bulin Gạc Ma và Nhan Đao. Cái lực lượng công binh thì chủ yếu là chúng ta cái tàu chở hàng và chở đá ra để xây dựng. Thì những cái vũ khí rất là còn thô sơ, ví dụ như chỉ có AK và những cái súng bộ binh chứ không phải là pháo to súng lớn. Bởi vì lợi dụng cái lúc bơi quân đội ta đưa lực lượng công binh ra thì Trung Quốc chúng có tàu to, chúng được vũ khí, chúng đó bắt đầu chúng nó gây chiến thì lực lượng công binh chúng ta thì cái lúc bây giờ đấy là lực lượng dân chúng ta. Chúng ta xem cái trận hải chiến Trường Sa đấy thì là chúng ta thấy đấy, khi bộ đội chúng ta đấy hoàn toàn là xuống nước ở cái đảo chìm đấy để vận chuyển đá từ tàu xuống, do vậy vũ khí cũng không cầm trên tay, đúng không? Chúng bọn Trung Quốc chúng dùng pháo 35 ly ở trên tàu to chúng bắn xuống để chúng giết hại, nhưng với tinh thần anh dũng của những chiến sĩ công binh chúng ta đấy đã đưa tàu vào bờ đấy, vào cụm đảo Nhan Đao và Bulin để chiến đấu với bọn chúng, và chúng ta phải hy sinh 64 đồng chí chiến sĩ công binh. Thì ở đây ấy, nhân tiện cái sự kiện này, một số các phần tử và là dân chủ cuội trong nước chúng lấy cớ là tưởng niệm các đồng chí liệt sĩ Hoàng Sa để chúng gây rối, hoặc là chúng dùng cái ảnh đó để chúng kiếm tiền của những kẻ chống cộng cực đoan và hải ngoại. Thế bây giờ tôi được phân tích với từ tử sĩ và liệt sĩ, chúng là đánh trao khái niệm một cách là rất là trơ trẽn, bởi vì từ tử sĩ ở trong quân đội chúng tôi chỉ dùng cho những người cán bộ chiến sĩ bị bệnh sốt rét này, hoặc là bị tai nạn trong khi đi hành quân hoặc đi chỗ nào đó thì dùng từ tử sĩ, hoặc là chết bệnh là dùng tử sĩ. Còn tất cả những chiến sĩ ở ngoài mặt trận và trên đường đi công tác, hành quân chiến đấu đều được gọi là liệt sĩ. Ở đây chúng ta phải phân tích rằng là trong cái dòng khẩu hiệu chúng nó ghi là gì? Đấy, là tổ quốc ghi ơn. Đấy, tổ quốc ghi ơn nhé, 64 anh hùng tử sĩ Hoàng Sa. Đấy là chúng đánh trao khái niệm của Việt Nam Cộng Hòa. Những cái từ này là từ của chế độ Việt Nam Cộng Hòa, mà chế độ ngụy quân ngụy quyền mà nhân dân ta, quân đội ta đã đánh đuổi chúng 43 năm về trước. Đấy. Chúng đấy đánh trao khái niệm như thế, bởi vì thực ra chúng ta phải là liệt sĩ, đúng từ của quân đội Việt Nam chúng ta phải là liệt sĩ. Đấy. Thì bà con mới hiểu rằng là cái bọn này không phải là vô tình, mà chúng cố ý đánh trao khái niệm để nhân dân ta hiểu sai về giữa lực lượng của quân đội Việt Nam Cộng Hòa và quân giải phóng nhân dân Việt Nam. Đấy. Thì chúng ta mới nói như thế này, chúng ví như thế hoàn toàn là khập khiễng. Trận đánh chiếm Hoàng Sa của Trung Quốc,
đánh chiếm Hoàng Sa năm 1974 thì hoàn toàn là cái lực lượng của Việt Nam mà chúng bỏ chạy. Đấy, bỏ chạy thì chúng ta tử sĩ là phải thôi, nhưng chúng ta phải xem cái video clip trận chiến Trường Sa ngày xưa năm 1888 thì chúng ta mới thấy rằng cái anh dũng, cái cách hy sinh anh dũng của các chiến sĩ công binh hải quân của chúng ta như thế nào. Vẫn còn cầm cờ cơ mà, quyết tâm chết mà vẫn còn cầm những lá cờ đỏ sao vàng đấy, cắm ở đấy, trên tay vẫn cầm lá cờ đỏ sao vàng đấy. Chúng ta thấy cái hành động anh dũng, hy sinh một cái anh dũng như thế, thà hy sinh chứ không để mất đảng, nhưng cuối cùng do một cái sức lực nó chênh lệch nhau đấy. Do vậy chúng ta đã giữ được hai cục đảo Kolin và Landau, còn con cái đảo Gakma chúng ta bị mất vào tay Trung Quốc. Trung Quốc thế thì cái phân tích cái vấn đề đấy, nói một số vấn đề để cho bà con và khán giả nghe qua vấn một cái vấn đề giữa tử sĩ và liệt sĩ. Xin cảm ơn. Vâng, thưa anh Đính Tăng và anh Nguyễn Chí Đức, theo tôi ý, thì chúng dùng tử sĩ là từ Việt Nam Cộng Hòa. Việt Nam Cộng Hòa có câu là anh hùng tử, khí hùng bất tử. Cái thứ hai nó dùng từ tử sĩ là cái dã tâm nó rất là thâm hiểm, để hạ nhục người chiến sĩ bộ đội hải quân của ta. Vì chúng luôn xuyên tạc rằng là bộ đội ta là cái không được bắn, không được nổ súng, và sĩ quan chỉ huy của ta là ra lệnh là không được bắn. Nhưng tôi đã từng phỏng vấn ông Thắng Còng, là một cựu binh vị xuyên chống tàu, thì ông cho rằng là lệnh của ta là gì, không được nổ súng trước để tạo cớ cho Trung Quốc nó có một cuộc chiến tranh tổng lực trên biển để chiếm toàn bộ các cái đảo, điểm đảo còn lại. Thì chúng lại xuyên tạc là mình không được nổ súng. Một cái thứ hai, dùng cái từ tử sĩ để nó sỉ nhục cả không những lãnh đạo của Việt Nam mình là hèn nhát, và sỉ nhục cả cái bộ đội mình là ngu chung. Tức là gì, biết là chết đứng đường bị thịt bia đạn cho Trung Quốc bắn. Nhưng một chi tiết là ít người để ý, trong cái cuộc hải chiến Gakma 88 đó thì quân Trung Quốc có 24 tên bị thương vong. Có nghĩa là đây phải có sự đánh trả nhé, thì 24 lính hải quân Trung Quốc mới chết và bị thương nhé, không lẽ là chúng tự bắn nhau à, đúng không ạ? Thế có nghĩa là đây các chiến sĩ của ta đã chết trong khi chiến đấu, thì gọi là tờ hy sinh đấy, thì là liệt sĩ, thế thôi. Mà chúng dùng từ tử sĩ để nhằm đánh cháo khái niệm và sỉ nhục 64 chiến sĩ của ta.